Chị Quang à, từ nay căn dặn nhà bếp nấu sẵn canh cá lóc 2 lần và cháo tổ yến cho cô Phương. Phải chuẩn bị xong trước khi mọi người đến bệnh viện đó nha, biết không? Dạ biết thưa cô Tư. À, mở hai. Minh Huệ à, có phải chú ba ở phòng sách không? Sao cô cầm quyển sổ của anh Sương vậy? Bây giờ cậu Sương ở bệnh viện không biết chừng nào mới tỉnh. Chú ba lại lo chuyện sửa sang lại tiệm, còn phải quản lý công việc, lại còn lo cho dĩ Phương nữa. Cho nên chị mới... Cho nên cô thừa nước đục thả câu phải không? Lấy sổ ra làm. Cô có biết chờ đúng thời cơ lắm. Chị sợ không có ai lo thôi. Sổ sách này lúc trước do anh Sư phụ trách, cho dù bây giờ anh không thể lo, tôi cũng có thể làm thay, không cần cô bận tâm. Trả lại đi. Minh Huệ. Anh ba. Chuyện gì vậy? Chú ba, thật ra Minh Huệ không muốn tôi bận tâm thôi. Chị trả lại sổ cho em. Nè, em đừng có giận nữa. Không cần đâu. Chị hai, em đã giao sổ sách cho chị, em tin tưởng chị, chị giữ lại. Nhưng mà... Chị cứ giữ. Anh ba, tại sao tin người đàn bà này cũng không tin em chứ? Em mới là em ruột của anh mà. Chị hai đã bước vào nhà này, tức là người ở trong nhà rồi. Em phải nói sao anh mới hiểu đi. Thực tế người đàn bà này tích tụ hận thù, muốn phá nát gia đình mình. Phá nát gia đình gì chứ? Chị hai bán thân bán mạng vì gia đình, ai nấy đều nhìn thấy. Tại em thù ghét chị thôi. Hai người mỗi người nhìn một câu. Cô im đi. Đủ rồi. Gia đình mình đã nhiều chuyện lắm rồi. Cậu Sương đang hôn mê, Dĩ Phương còn ở bệnh viện đó. Kính qua đường còn bị chú ba làm rối tung hết. Gia đình đã đủ phiền lắm rồi, em đừng phiền anh nữa có được không? Anh ba, em chỉ muốn tốt cho gia đình thôi mà. Tại sao anh không nhìn rõ con người này chứ? Thật ra có phải anh có mắt không tròng không? Sao em không nói em không coi ai ra gì? Nói tóm lại, ngày nào em còn thù ghét chị hai, ngày đó gia đình này không cần em nữa. Anh dám nói dám làm. Anh ba, em có chuyện muốn nói với anh. Nói đi. Em biết cho đến hôm nay anh vẫn không tin những gì em nói. Tưởng đâu em muốn vu khống cho chị dâu. Nhưng mà không sao, anh sẽ mau chóng biết được sự thật thôi. Lúc nãy em mới trong bệnh viện về, anh Sương tỉnh lại rồi. Vậy thì tốt rồi. Bác sĩ điều trị nói lần này anh Sương có thể tỉnh lại đúng là một phép lạ. Em nghĩ nhất định là cha anh Linh Viên nơi chết suối phù hộ. Ngày mai để ảnh bình phục một chút, đích thân anh đi hỏi ảnh. Thật ra hôm đó ảnh và người phụ nữ Hồng Nguyễn đã xảy ra chuyện gì, có liên quan đến chị dâu hay không? Cũng được. Đường Tây. Anh Sương. Phương à, con nằm bấy lâu rồi, ra ngoài đây ngồi đi. Chị Phương, em mở nhạc cho chị nghe nha. Cũng được, nè qua đây ăn bánh đi, nhìn lên. Vậy thì hay quá, vừa có nhạc vừa có bánh ăn, hưởng thụ nhân đôi luôn ha. Chị hai, Mỹ Đình đâu? Mỹ Đình đâu? Mỹ Đình đâu rồi? À, mở hai à, vú nuôi đang cho bú ở trong phòng á. Chạy cứu lại. Chị hai, chị không cần chạy nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc nãy chị tới bệnh viện tính với anh Sương đó. Anh Tư có sao không? Cậu ta không sao, anh đã kịp thời cản lại. Hai người cố tình theo dõi tôi. Đúng vậy. Sương nên Minh Huệ hiểu rõ phải trái, nó tuyệt đối không mạo muội thù ghét chị đâu. Tôi biết là có nguyên do. Cho đến một hôm, tôi phát hiện trong vườn hoa có một số cây bị chết. Khi tôi đào bới đất lên, không ngờ tôi phát hiện dưới đất tất cả thuốc đều giấu dưới đó. Mấy lâu Minh Huệ không có nói dối. Người nói dối là chị. Chị hai, thực tế mấy lâu chị không uống thuốc. Tôi và Minh Huệ cãi nhau trước mặt chị, làm như trở mặt nhau. Mục đích là muốn chị không còn dè dặt với chúng tôi. Tôi biết bấy lâu chị để ý chúng tôi, cho nên tôi cố tình nói anh Sương tỉnh lại, buộc chị ra tay. Các người bị ổi lắm. Bấy lâu nay các người không phải là con người. Chị hai, tại sao chị làm vậy chứ? Tôi muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về Hữu Thành. Những gì Mỹ Đình phải có, tôi tuyệt đối không để cho ai cướp đi. Tại sao tôi và Hữu Thành lại bị chia rẽ như vậy? Tại sao thân phận trà qua của tôi lại bị lão già đó biết được chứ? Cũng tại chú. Tại chú cố tình đưa lão già đó đến tiệm trà hoa hồng trắng. Chị hai, chị đã hiểu lầm. Tôi không hiểu lầm. Ngoài mặt thì nói là giúp chúng tôi, thực tế sau lưng chú lại giở thủ đoạn, chia rẽ tình cảm của Hữu Thành và lão già đó, để chú có thể đoạt hết gia tài chứ gì. Tôi và anh hai thân thiết với nhau, tôi không có làm vậy. Giả bộ thân thiết. Cô cũng vậy, tỏ vẻ có lòng có tâm khuyên tôi rời khỏi Hữu Thành. Thật ra ai cũng chê thân phận của tôi thấp hèn, không xứng đáng vào nhà họ chú. Sợ tôi làm cho các người bị ảnh hưởng. Bởi vì lập trường của chúng ta khác nhau thôi. Nhưng sau cùng tôi cũng chúc mừng hai người.
Thực tế cả hai người đều cùng một dục. Tôi và Hữu Thành thật lòng yêu nhau. Chỉ cần có thể sống chung với nhau, chúng tôi có thể bỏ mặc tất cả. Chúng tôi đã quyết định qua Nam Dương tránh mặt tất cả mọi người rồi. Nhưng trước khi đi, không ngờ chú đến tìm Hữu Thành, giả bộ có chuyện nói với ảnh. Cố tình dụ ảnh đến gần lan can. Đợi khi lan can sụp xuống, chú liền ra tay xô ảnh. Thực tế là cố tình giết chết ảnh. Chị có trí tưởng tượng thật phong phú đó chị hai à. Không liên quan đến cậu, cô im miệng đi. Vì giành gia tài, các người bất chấp thủ đoạn. Biết tôi có giọt máu của Hữu Thành, liền khuyên tôi đến Mãn Viên ở, tiện cho các người ra tay chứ gì. Để chiếc xe tới muốn tôi trượt té, bất thình lình quăng chậu qua từ tầng 1 xuống, muốn tôi một sát hai mạng. Cũng may tôi phúc lớn mạng lớn, lão già đó nghĩ tôi sẽ xin cháu trai cho ổng, giả dối đối xử tốt với tôi. Tất cả các người liền lập tức thay đổi sắc mặt với tôi. Đến khi Mỹ Đình chào đời, ổng nhìn thấy là cháu gái, liền không thèm liếc mắt nhìn Mỹ Đình, còn đặt tên cho nó là Mỹ Đình. Không ngừng không ngừng, ý muốn nó khóc không ngừng chứ gì. Thứ tiểu nhân nhỏ mọn như các người, ai nấy dụ đổ bìm leo, là muốn mẹ con tôi không được sống yên thân. Chị hai à, chị suy nghĩ lệch lạc quá rồi. Ai đã dùng tôi vào chân tường, ai đã buộc tôi phải ra tay chứ. Là các người, là tất cả các người. Các người đối xử mẹ con tôi như vậy, tôi phải ăn miếng trả miếng. Chú đã hại tôi bị mất Hữu Thành, bây giờ tôi phải bắt chú nếm thử nỗi đau khi mất người yêu. Tôi dùng Hà Cường, kêu Ôn Hiểu Tịnh bày binh bố trận dụ chú vào bẫy, lừa tình cảm của chú rồi bắt cóc chú, để lão già đó cho rằng chú không nên thân. Thì ra Hà Cường là do chị xúi dục. Xưa nay gã đồng hương này thấy tiền thì sáng mắt, để tôi gặp lại hắn coi như là không may cho các người. Nếu không phải năn nỉ tôi đi giao tiền chủ cứu người, lão già đó có chịu hạ thấp giọng gọi tôi một tiếng con dâu sao? Nhìn thấy mặt đau khổ khi bị mất Hữu Tịnh của chú, quả thật tôi rất là mát ruột. Nhưng Hữu Tịnh quá ngỗ nghịch, không ngờ nó muốn nên vợ nên chồng với chú. Không dễ dàng đâu. Hữu Tịnh đi Nam Dương cũng là chủ ý của chị. Đó là ý trời. Chú khổ nghiệp, tôi nói cho chú biết, người chú yêu càng không bằng tôi. Nó tệ đến nỗi hằng đêm phải quan hệ với những người đàn ông khác nhau. Chị không thể nhẫn tâm như vậy được. Nhẫn tâm đâu bằng các người. Vì muốn giành gia tài của lão già đó, ai nấy đấu đá sống chết. Lúc giành gia tài với chú thiếm ba, các người nghĩ tôi thật lòng thật dạ giúp các người sao? Tôi không làm cho các người cấu xé lẫn nhau, tôi làm sao ngư ông đắc lợi được. Đối phó với đám người không ra thể thống như vậy đỡ hơn đối phó với con cáo già đó. Tôi cảm thấy tôi làm chưa thẳng tay lắm, tôi nên kêu Ôn Hiểu Huy làm nhục cô trước, để suốt đời này cô không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Mọi chuyện đều do chị hướng dẫn ảnh hay sao? Đúng vậy, chính tôi kêu hắn làm cho các người sức bức sang ban. Nhưng mà hắn quá thông minh, không ngờ hắn lại nghi ngờ tôi, trái lại còn muốn dịch mặt tôi. Người quá thông minh không nên sống trên đời này. Khi anh chết rồi, tôi sẽ nói sự thật cho anh biết. Anh Huy bị chị giết thật sao? Tôi bất đắc dĩ nên mới ra tay, còn muốn giác họa cho thằng phá của này. Đáng tiếc chuyện không như ý, anh đang có nhân chứng thời gian. Chị Phương, trong Mãn Viên này em là người duy nhất tốt với chị. Nhưng đáng tiếc em lại yêu tên khốn chút khổ nghiệp này. Ma xui quỷ khiến, Hiểu Tịnh lại ở Nam Dương trở về, nên tôi lợi dụng nó phá hoại tình cảm của hai người, để hắn bị đau đầu. Cô đúng là bất chấp thủ đoạn. Vậy người họ Nguyễn là do cô sai khổ đến hại binh quậy vào Vĩnh Xương đúng không? Đúng vậy. Chị hai bị sảy thai cũng do chị gây ra. Phải, tôi muốn các người không được yên thân, ai cũng bị quả báo. Ai phá hoại tôi và Hữu Thành đều phải chết, cản đường tôi cũng phải chết, cản tôi trả thù cũng phải chết, tất cả các người đều phải chết hết. Mỹ Đình, Mỹ Đình, Mỹ Đình, Mỹ Đình, Mỹ Đình đừng sợ, Mỹ Đình đừng sợ, má đây nè, đừng sợ, ngoan ngoan, ngoan con đừng có sợ mà, có má đây nè, Mỹ Đình ngoan, nín đi con, nín đi ngoan. Chị hai à, chị đã lao vào bế tắc quá rồi. Sự thể bây giờ, tôi chỉ còn một yêu cầu cuối cùng. Sau khi làm xong chuyện này, tôi sẽ đến sở cảnh sát tự thú.